Sáng ngày 26 tháng 3, tại hội trường Thành ủy, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Văn phòng Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19 sau khi đến thăm di tích cây thông 1 ở khối Hòa Thanh, phường Tân An, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 28 tháng 3 năm 1930, 28 tháng 3 năm 2020. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương tinh thần của cán bộ đảng viên và nhân dân Hội An trong công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian đến. Đồng chí yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố tiếp tục triển khai văn bản chỉ đạo của các cấp, Ban chỉ đạo quốc gia, tập trung chống dịch theo nguyên tắc hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm, thực hiện tốt việc sàng lọc, cách ly chặt chẽ, tiếp tục tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, cộng đồng, khai báo y tế tự nguyện, không đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Đặc biệt, Ban chỉ đạo thành phố cần hoàn thiện kịch bản nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp, tập trung và huy động mọi nguồn lực chống dịch, thực hiện tốt công tác đối ngoại, không kỳ thị với du khách nước ngoài, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có thể tận dụng thời điểm này để triển khai các hoạt động bảo trì, sửa chữa cơ sở. Đồng chí Phan Việt Cường cũng chỉ đạo Thành ủy Hội An rà soát các địa điểm an toàn để tổ chức đại hội đảng các cấp, tạm dừng các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Hội An và 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng 30 thùng sữa cho cán bộ nhân viên y tế của thành phố để động viên tinh thần tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.